người. Và hiện tại thì Thiên Ngân cũng vừa tới trường phổ thông dân tộc bán trú xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Không chần chờ nữa, ta cùng theo chân Thiên Ngân để đi vào trường nha. Hello em. Em xin chào chữ ký hả? Dạ. Gặp những trẻ em, những học sinh ở trong trường, những đứa trẻ rất là vui chơi tung tăng, và khi mà thấy Thiên Ngân tới cũng như là mọi người tới thì rất là mừng rỡ, giống như là lâu rồi mới có một người đến trường thăm trường của mình, cho nên là các em rất là vui và đón tiếp Thiên Ngân cũng như là giỡn với Thiên Ngân rất là nhiều. Và đây là số hàng mà Ân cũng như là công ty Sang Vàng, câu lạc bộ Số Mát Từ Tâm cùng đơn vị tài trợ thương hiệu Linh Luxury gửi tặng cho nhà trường. Các nhu yếu phẩm bao gồm áo ấm, gạo, bánh, sữa cũng như là gia vị rắc cơm của Nhật. Hay, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng ở đây rồi. Niệm từ khi mà Thiên Ngân còn đi thi Miss Grand Việt Nam 2022 thì lúc đó là Ân có kết nối với cô Phương, thì cô Phương cũng là người nói với Thiên Ngân rằng là giúp đỡ các bạn ở Bình Định, bởi vì quê cô cũng ở Bình Định. Và Thiên Ngân hôm nay trở về đây để thực hiện lời hứa của mình khi mà mình còn tham gia Miss Grand Việt Nam. Và đặc biệt là Ân cũng muốn gửi lời cảm ơn đến thương hiệu Linh Luxury đã đồng hành cũng như là tài trợ Thiên Ngân trong chương trình Tết Hạnh Phúc Xứ Nẩu. Thiên Ngân đến trường thì có một số bạn mặc áo ấm nhưng mà cũng khá là phong phanh. Bên cạnh đó có những bạn thì lại cũng không có áo để mặc luôn. Cho nên là khi mà Ân trao đi những chiếc áo ấm đó, Ân hy vọng rằng là bản thân mình cũng như là ekip chương trình đã góp được một phần nào đó nho nhỏ đến cho Bình Định, giúp cho các em có một cái Tết hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Chính quyền địa phương cũng như là bà con nhân dân có mặt trong buổi tặng quà hôm nay, xin chân thành cảm ơn đoàn công tác, đoàn từ thiện đã về thăm và tặng quà trên địa bàn xã Vĩnh Sơn. Và sau khi Ân cùng với ekip có một cái buổi trao áo ấm cho các em ở trường thì Ân cùng với đoàn có một cái buổi thăm các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Hoàn cảnh đa phần đều khó khăn hết, rất là khổ, cho nên là Thiên Ngân rất là xúc động khi mà Thiên Ngân đến thăm những hộ có gia đình đặc biệt đó. Nên thế là chị mới sanh được 3 tháng. Sanh được 3 tháng. Vậy bình thường là chị làm gì vậy? Làm như đi lọc keo hoặc là đi làm đất à? Đất thì cũng không có, thì đất cũng có một miếng nhỏ nhỏ thì cũng đi làm trồng mì rồi, rồi. Dạ. Có ai gọi đi làm mướn làm thuê thì đi. Đây là bé bao nhiêu tuổi hả? Ba tuổi. Gần 3 tuổi. Cái cưng á, cứ một sáng đi học là 20.000, 10.000. Dạ. Chứ bình thường như mà mình không có đi làm được nhiều thì mình ăn nhưng mà mình ăn củ mì. Vậy. Ông bà khỏe không ạ? Khỏe. Đầu vôi rồi này, phải đi đầu được. Ông bị đau gói hả? Hồi tháng chiến tranh rồi. À, hồi chiến tranh. Năm 19. Dạ. Đúng rồi, và 208 ấy. Dạ. Quà cho quyền ấy. Dạ. Xong rồi nó để lại di chứng tới giờ luôn. Em thấy anh không có đi lại được á. Là cái này khoảng bao lâu rồi chị? Khoảng tầm 1 năm, 2 năm. Tại lý do sao mình lại bị anh vướng cái nó bị xương tủy á, anh và tủy á bị ung thư. Vậy nếu như mà ví dụ mà những tháng mình không có làm được nhiều á thì mình ăn uống như thế
khó khăn thì cơm thì nếu mà có cơm thì cơm cũng có thì em cũng ăn mì ấy rồi thì cũng có được ra qua, còn là thịt thà thì chỉ có rau rừng cũng ăn bè rau lang đi rừng đi nuôi nhà kiếm đọc me rồi kiếm dần mới thứ gì ăn được thì mình cứ thêm về nhà ăn vậy. Nếu mà vậy hả anh chị thì con cháu cũng không có chút dinh dưỡng gì. Mình cảm thấy rất là chạnh lòng khi mà mình nghe những cái điều mà ví dụ như là các bé cũng như là gia đình ăn cơm trắng, lá mì, củ mì và thật sự là rất là thiếu chất đạm và đôi lúc là chỉ ăn cho qua ngày để mà cầm kiểu để no thôi đó. Dạ, sợ no. Hai, 3 tháng mới đã ngồi vững như rồi á hả? Giỏi quá nhở. Dạ, ba mẹ đâu rồi ạ? Ba rồi chết thì mẹ nó bỏ. Con có hỏi bé rằng là con có cảm thấy nhớ mẹ hay là con có nghĩa là con sẽ đi tìm mẹ hay không? Thì bé lại trả lời là bé không có muốn đi tìm mẹ. Bởi vì bé xa mẹ từ lúc mà còn nhỏ. Đến khi mà nghe câu đó con cảm thấy rất là chạnh lòng. Bởi vì khi mà đứa trẻ đó sống thiếu thốn tình cảm của ba ngay từ khi còn nhỏ cũng như là mẹ, mình như là muốn có thể làm một cái gì đó để có thể giúp đỡ cho đứa trẻ đó nhiều hơn nữa. Ước mơ của con là gì? Công an hả? Giỏi hả? Em tên gì? Khương. Tên Khương hả? Em học giỏi không? Cũng tạm. Có ước mơ, sau này lớn lên mình làm cái gì không? Không biết. Không biết không hả? Chị Ngân cũng có trao đi một chút nhu yếu phẩm cũng như là lì xì Tết để giúp cho phần nào gia đình có được cái Tết đầm ấm hạnh phúc hơn. Hôm nay tụi em tới đây là thứ nhất để hỏi thăm anh chị, thứ hai là có ít quà để gửi cho anh chị với hai đứa nhỏ. Dạ, cái này là có sữa với bánh. Bánh là bánh yến mạch. Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ, đây một chút lòng của em cũng như là công ty và Linh Luxury. Dạ. Cái này thì em có chút quà gửi cho anh chị cũng như là em ở đây. Và cũng như là một ít quà tinh thần. Dạ rồi, tặng cho anh chị. Dạ, hy vọng là cái này cũng không... cũng giúp cho anh chị phần nào đó trong cuộc sống đỡ vất vả hơn một tí. Có thèm món gì không? Không luôn hả? Không muốn ăn món gì luôn hả? Thích uống sữa không? Thích uống sữa hả? Dạ, trong này có sữa. Trong này có sữa, này có sữa với cả bánh nữa. Cái này là bánh nha. Đây này là có sữa với cả mì gói. Cái này cũng là một lòng thành của trẻ em gửi đến cho chị. Anh chị dạ. Cảm ơn anh chị. Dạ. Con cảm ơn cô. Đây, con cảm ơn cô. Đây nữa. Đứng đây, đứng đây, con này. Con cảm ơn cô. Giỏi. Và sau khi mà trao đi những cái phần quà cũng như là những cái tình cảm mà Thiên Ân cũng như là ekip chương trình đã dành cho những người dân ở đó, thì người dân ở địa phương đã dành cho Ân một cái sự đón tiếp cực kỳ nồng hậu bằng buổi nhạc cồng chiêng, uống rượu cần, rồi các anh chị cũng như là các cô chú cùng nhau xung vầy ở trong trường để mà đốt lửa trại và nhảy những cái vũ điệu cồng chiêng đó, thì Ân rất là vui. Từ sáng đến giờ thì khi mà em cũng như là chị ở đại diện Minh Linh Luxury đã trao tặng học bổng cho chị em cũng như là trao những cái phần quà đến cho những trong mỗi gia đình, thì cảm xúc của tụi em cảm thấy rất là thương cảm. Nhưng mà bên cạnh đó thì em cũng có thấy được cái sự hiếu khách cũng như là cái sự nồng hậu mà mọi người yêu thương và tình cảm cho tụi em nhiều như thế nào. Và hiện tại thì em rất là háo hức khi mà chờ đến có cơ hội được tận mắt chứng kiến đốt lửa trại tại đây. Không khí ở đó rất là rộn ràng và sôi động. Các em học sinh, rồi các thầy cô giáo, các phụ huynh và những người dân cùng nhau nhảy múa và rất là vui. Mọi người cho Ân được một cái sự nồng hậu, một cái sự chan hòa yêu thương rất là nhiều. Sau chuyến hành trình của mình thì Thiên Ân mới biết ra được rằng xung quanh chúng ta còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn và bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể giúp đỡ được phần nào cho họ. Ân hy vọng rằng là cái Tết hạnh phúc của Thiên Ân cũng như là công ty Sen Vàng sẽ mang đến một cái mùa Tết cực kỳ xung vầy, đầm ấm và hạnh phúc hơn đến với những người dân.